Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái thân máy cưa kiếm. Nó sản xuất tại USA và nó là DCS 367. Hàng này hàng nội từ Mỹ về, nó sản xuất tại Mỹ luôn. Và giá của nó là 3 triệu 7. Giá này chưa bao gồm phí ship luôn nha anh em. Hàng Mỹ, thành ra hiện tại hàng Mỹ về rất là cao. Giá rất là cao nha anh em. Và 3 triệu 7 thì vẫn là giá như ngày xưa giờ. Ok, đợi em tìm cái nó sản xuất tại USA chỗ này. Máy cưa kiếm này mình có thể cầm một tay. Ok, và nó có lá cờ Mỹ ở đây, sản xuất tại Mỹ. Rồi, nó thì sử dụng lưỡi phổ thông nha anh em. Cái 369 thì nó sản xuất tại USA, China, thành ra nó dở quá. Sau này mình mới nhập lại là Mỹ, USA mạnh hơn và tốc độ nó mạnh hơn ha. Rồi đây mình test cái lưỡi cưa kiếm thì nó là lưỡi phổ thông nha anh em. Thì anh em cứ thoải mái mua lưỡi phổ thông, ok hết. Rồi Tùng sẽ cái thân máy là 3 triệu 7, sản xuất tại Utah. Nó là brushless motor và 32.900 vòng trên phút. Cái tháo lưỡi nhanh và lắp lưỡi nhanh. Nó là 3 triệu 7. Cảm ơn anh em. Đấy. Cưa kiếm của hãng The One, sản xuất tại Mỹ. Rồi, nó cưa gỗ, cưa sắt, cưa nhựa, cưa nhôm, các kiểu cưa, cưa cây, cưa cành và lưỡi phổ thông. Sử dụng 18, 20, 60 bình thường. Cảm ơn anh em.